À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải nghe về danh. Chào mừng các em đến với bài học ngày hôm nay. Ở video trước thì cô và các em đã cùng nhau nghiên cứu bài số 1, góc lượng giác. Các em đã biết được thế nào là góc lượng giác và biết được cái cách biểu diễn, tìm cái điểm biểu diễn của góc lượng giác ở trên đường tròn lượng giác rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi sang cái bài số 2. Trước khi vào bài 2 thì các em sẽ đọc cho cô cái phần khởi động này. Hình bên biểu diễn xích đu IA có độ dài là 2m, dao động quanh trục IO vuông góc với trục OX nằm ở trên mặt đất. Và A phẩy là hình chiếu của A ở trên trục OX. Khi đó tọa độ S của điểm A phẩy trên trục OX được gọi là ly độ của A. Và cái góc IOIA và là xin lỗi là cái góc IOIA này này thì bằng góc alpha, cái góc này được gọi là ly độ góc của A. Yêu cầu là làm thế nào để tính được ly độ dựa vào ly độ góc, có nghĩa là chúng ta phải tìm được mối quan hệ giữa S và cái alpha này. Thế chúng ta sẽ cùng suy nghĩ và thực hiện cho cô phần khởi động này. Chúng ta sẽ từ A này này, chúng ta sẽ kẻ vuông góc sang trục, sang cái trục IO này. Giả sử như vuông góc tại H ấy. Vậy thì chúng ta sẽ chia thành hai trường hợp như sau. Trường hợp thứ nhất này, khi mà cái xích đu chúng ta nó dao động sang phía bên phải của cái IO nhé, thì chúng ta sẽ có cái hình ảnh như này. Vậy thì khi đó cái góc alpha của chúng ta đây này thì nó sẽ quay ngược chiều kim đồng hồ từ IO đến IA đấy. Nên alpha chúng ta nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 0 độ và nhỏ hơn bằng 90 độ. Thì cái S của chúng ta chính là bằng độ dài của S đây. Tọa độ S là tọa độ của A phẩy mà, thì nó bằng độ dài của OA phẩy, đoạn bằng độ dài OA phẩy thì sẽ bằng độ dài của đoạn thẳng AH. Và AH ta gắn vào tam giác IHA ấy, thì ta sẽ có là AH thì bằng IA nhân sin của góc alpha này. Được chưa? Đấy là trường hợp thứ nhất để ta sẽ tính được. Trường hợp thứ hai là nếu như mà cái xích đu chúng ta nó đang nằm ở phía bên trái của cái IO này, khi đó thì cái góc alpha chúng ta đây này, đấy, nó sẽ là cái góc lượng giác quay từ IO sang IA, nó quay là quay cùng chiều kim đồng hồ, nghĩa là chiều âm ấy, thì ta biết được là cái góc này nó sẽ mang cái giá trị là âm, số đo âm. Vì vậy nên là chỗ này thì cái alpha chúng ta nó sẽ lớn hơn âm 90 độ và nhỏ hơn bằng 0 độ. Khi đó thì cái tọa độ S chúng ta đây, thì tọa độ nằm này, nó sẽ bằng trừ cái độ dài của OA phải nằm phần âm mà. Đó, thì OA phải lại bằng AH nên là S chúng ta bằng trừ AH. Và AH của chúng ta thì được tính bằng IA nhân với sin của cái góc alpha. Tuy nhiên là alpha này chúng ta chỉ sử dụng ở trong cái trường hợp là góc là dương thôi. Vì lớp dưới chúng ta học là chỉ xét các góc thì từ 0 độ đến 180 độ thôi, nó không có giá trị âm. Nên là khi vào đây thì ta phải tính theo lớp dưới, chúng ta phải nó phải là dương, vì vậy là sin của trừ alpha để cho độ thành dương. Đó. Thì ta trong trường hợp thứ hai thì ta sẽ có công thức tính như vậy. Ở lớp dưới thì chúng ta chưa nghiên cứu về sin của góc âm, vì vậy nên cái công thức hai công thức ta phải chia thành hai trường hợp để ta suy ra hai công thức này, mà ta không áp dụng được luôn cái công thức đầu tiên trong trường hợp 1 này cho trường hợp 2. Bây giờ thì chúng ta mở rộng ra cái khái niệm giá trị lượng giác của một góc lượng giác bất kỳ, thì chúng ta sẽ tính và ta thống nhất được cái công thức tính S chung cho cả hai cái trường hợp này. Thì thống nhất như thế nào thì chúng ta sẽ sang cái nội dung của cái bài học ngày hôm nay.
Ta sang bài 2, giá trị lượng giác của một góc lượng giác. Nội dung bài học gồm có 4 phần. Phần thứ nhất là giá trị lượng giác của góc lượng giác. Phần thứ hai là tính giá trị lượng giác của một góc lượng giác bằng máy tính cầm tay. Nội dung thứ ba là hệ thức cơ bản giữa các giá trị lượng giác của một góc lượng giác. Nội dung thứ tư là giá trị lượng giác của góc lượng giác có liên quan đặc biệt. Thì chúng ta sẽ đi lần lượt từng cái nội dung một. Thứ nhất là giá trị lượng giác của góc lượng giác. Thì ta nhớ lại này, ở lớp 10 thì chúng ta cũng đã được nghiên cứu, nhưng mà đối với giá trị lượng giác của góc hình học ấy, thì bây giờ đối với góc lượng giác thì nó cũng tương tự như thế. Cái điểm M biểu diễn cái góc lượng giác có số đo là alpha. Ta quan sát vào hình số 2 này nhé. Khi đó này, cái tung độ của điểm M, cái tung độ chính là y của điểm M, thì được gọi là sin của alpha, ký hiệu là sin alpha. Còn cái hoành độ của điểm M, đấy, hoành độ của điểm M thì người ta gọi nó là cosin của alpha, ký hiệu là cos, cos của alpha, đọc là cos của alpha. Nếu như mà hoành độ của điểm M mà khác không ấy, thì tỉ số im chia cho xm, im là sin, xm là cos. Vậy im chia xm chính là bằng sin chia cos, thì được gọi là tan của góc alpha, ký hiệu là tan alpha. Khi mà im chúng ta khác không thì tỉ số xm chia im, xm là bằng cos, im bằng sin. Vậy xm chia im là cos chia sin, thì được gọi là cotang của alpha, ký hiệu là cot alpha, đọc là cotang alpha. Đó. Vậy bốn cái giá trị sin, cos, tang, cotang thì được gọi là các giá trị lượng giác của góc alpha. Vậy phần này chúng ta lưu ý cho cô này. Sin thì là tung độ của điểm biểu diễn. Cos thì là hoành độ của điểm biểu diễn. Tang thì là tang thì bằng sin chia cos. Cotang thì bằng cos chia sin. Đó là cách chúng ta dễ nhớ nhé. Chúng ta từ đó chúng ta sẽ có những cái chú ý sau. Từ cái định nghĩa này. Tung độ thì là giá trị sin. Vậy thì cái trục tung ấy, trục OI chứa giá trị sin này này thì gọi là trục sin. Còn hoành độ thì là cos góc alpha, nên cái trục OX chứa hoành độ này này thì người ta gọi cái trục OX này là trục cosin. Thế thì ta có sẽ có chú ý đầu tiên này. Trục OX là trục cosin, hay ta gọi là trục cos. Trục OI là trục sin. Đó. Trục hoành là trục cosin, trục tung là trục sin. Chúng ta phải thật sự là lưu ý ở cái chú ý này, để lát nữa chúng ta còn sử dụng nó để xác định những cái giá trị lượng giác khi mà chúng ta dựa vào cái tung độ và hoành độ của M nữa. Có trục sin và trục cosin thì chắc chắn là có trục tang và trục cotang. Vậy trục tang chính là cái trục AS trong hình 3A này này, cái trục mà song song với trục sin ấy, đi qua điểm A song song với trục sin này này, đó thì được gọi là trục tang. Để xác định giá trị cái tang của góc alpha ấy, thì ta kéo dài cái O này, OM ra, M là điểm biểu diễn của góc alpha, O là góc tọa độ này, thì ta kéo dài OM thì cái đường OM này cắt cái trục tang của chúng ta tại điểm H, thì khi đó cái tung độ của điểm H này, tung độ thì ta đóng từ H sang trục OI ấy, thì tung độ của điểm H này chính là giá trị tang của góc alpha. Đấy, là tang của alpha này. Trục cotang là trục BK ở trong hình 3B này. Chúng ta nhìn thấy này, trục BK này song song với trục cosin, thì đây được gọi là trục cotang. Khi đó để xác định cotang này thì ta nối, cũng nối O với M kéo dài ra, thì cái OM này cắt cái trục cotang tại điểm K này. Khi đó cái hoành độ của điểm K, hoành độ ta dòng từ K xuống OX ấy, hoành độ của điểm K này chính là cotang của góc alpha.
Đấy là cách xác định. À, tuy nhiên là cái chú ý trục cotang và trục tang thì chúng ta chỉ nắm được, chúng ta biết thôi. Còn thực ra là chúng ta cũng không sử dụng nhiều đến hai cái trục tang và cotang này để xác định cái giá trị lượng giác. Mà chúng ta chủ yếu là chúng ta chú ý cho cô cái trục sin và trục cos này thôi. Thứ hai, chú ý B là sin alpha và cos alpha thì xác định với mọi alpha thuộc R. Còn tang alpha thì chỉ xác định với các góc alpha khác pi trên 2 cộng các pi. Chỗ này thì ta từ cái định nghĩa suy ra thôi. Tang của alpha thì bằng sin chia cho cos, mà sin chia cos thì rõ ràng là có cái phân số như vậy, nên là điều kiện là cos là phải khác không để cho nó mới tính toán được, mới xác định đấy. Thì cos khác không khi mà alpha khác pi trên 2 cộng pi đó, nên là dẫn đến là điều kiện của tang alpha là alpha khác pi trên 2 cộng pi. Cotang alpha chỉ xác định với các góc alpha khác pi với k thuộc z, và cái này thì xuất phát từ cái định nghĩa của cotang. Cotang alpha thì bằng cos chia cho sin. Vì vậy cotang xác định khi mà sin của chúng ta là khác không. Sin khác không khi alpha khác pi. Vậy nên là điều kiện của cotang là alpha khác pi. Chú ý C là với mọi góc lượng giác alpha và số nguyên k thì ta sẽ có là sin của alpha cộng với k2pi thì bằng sin alpha. Cos của alpha cộng k2pi thì bằng cos alpha. Cái này thì chúng ta nhớ lại này. Tiết hôm trước thì chúng ta đã biết cách biểu diễn cái tìm điểm biểu diễn của một góc lượng giác thì trên đường tròn lượng giác thì ta biết rồi. Những cái góc mà hơn kém nhau k2pi tức là hơn kém nhau cái số vòng đây này. 2pi là một vòng mà hơn kém nhau số vòng này ấy, thì ta sẽ thấy rằng là cái điểm biểu diễn của nó là trùng nhau. Vậy điểm biểu diễn trùng nhau thì sin và cos thì nó giống nhau, dẫn đến là sin và cos nó bằng nhau. Còn tang của alpha cộng pi thì bằng tang alpha, cotang alpha cộng pi thì bằng cotang của alpha. Tang và cotang thì chỉ cần quay nửa vòng thôi thì chúng ta sẽ có tang và cotang bằng nhau, pi là nửa vòng đó, hơn kém nhau cái nửa vòng thôi là tăng giá trị tang và cotang là bằng nhau. Chúng ta sẽ nhớ cái chú ý này, ý C này để lát nữa chúng ta sẽ áp dụng để làm các bài tập. Chú ý D, ta đã biết giá trị lượng giác của một số góc alpha đặc biệt, alpha từ 0 đến 90 độ, từ 0 pi trên 2 là chúng ta đã có bảng lượng giác rồi, sin cos tang cos tang rồi đó. Thì chúng ta có thể là sử dụng cái bảng này kết hợp với cái đường tròn lượng giác ấy để chúng ta tìm những cái giá trị lượng giác của một số cái góc đặc biệt mà chúng ta có thể tính thông qua là cái những cái góc mà chúng ta biết rồi đây. Thì các em sẽ quan sát đến cái hình số 4 này thì cô sẽ hướng dẫn qua cách để chúng ta làm này. Vì trục sin là trục OI, trục cos là trục OX, nên là các cái điểm biểu diễn của một số cái góc đặc biệt ấy thì nó sẽ đối xứng nhau qua trục OI và trục OX. Vì vậy chúng ta sẽ sử dụng nó để chúng ta tính toán cho dễ dàng. Cô lấy ví dụ nhé. Cô muốn tìm giá trị lượng giác của góc trừ pi trên 4. Đây, vậy đầu tiên ta xác định cái vị trí điểm biểu diễn của trừ pi trên 4 là nằm ở chỗ này nhé. Vậy để xác định giá trị sin này thì ta gióng nó sang cái trục OI đây. Sin thì nằm đây. Sin của trừ pi trên 4 nằm đây. Sin của pi trên 4 này thì từ pi trên 4 ta gióng sang nó nằm đây. Thì ta thấy là hai cái giá trị này sẽ đối xứng với nhau qua cái điểm O này này. Hai cái điểm này đối xứng với nhau qua điểm O. Vậy thì giá trị của nó là đối nhau. Thế thì sin của trừ pi trên 4 sẽ bằng trừ sin của pi trên 4. Mà sin của pi trên 4 nó bằng căn 2 trên 2. Vậy sin của trừ pi trên 4 sẽ bằng trừ căn 2 trên 2. Đó, được chưa? Cái này âm, cái này dương, đối nhau, mang trừ, được chưa? Cosin ta làm tương tự này. Cosin của trừ pi trên 4 ta gióng xuống trục OX. Để tính ra cosin này đây. Vậy thì vị trí là nó nằm ở đây. Còn pi trên 4 thì cosin của nó ta gióng xuống nó cũng nằm ở vị trí này. Thế thì ta sẽ có là cosin của pi trên 4 và cosin của trừ pi trên 4 là bằng nhau. Thế thì ta sẽ có cos ấy của trừ pi trên 4 là bằng cos của pi trên 4.
và là bằng căn 2 chia 2. Còn tang và cotang của trừ pi trên 4 thì ta cứ lấy sin chia cos. Cotang lấy cos chia sin mà tính được sin và cos rồi thì ta thay thế vào thôi. Đó là cách chúng ta sử dụng nhá. Chúng ta sẽ làm một bài ví dụ áp dụng cái nội dung này. Chúng ta sẽ tính giá trị lượng giác của các góc sau. Góc ở A là âm 120 độ, B là 15 pi trên 4. Thế thì ta làm lần lượt với A là âm 120 độ này. Thì ta làm nha, ta sẽ xem lại cái đường tròn trên đường tròn lượng giác. Vì góc âm 120 độ thì nó cũng là một cái góc khá là đặc biệt. Đó, thì ta biết rằng là âm 120 độ thì đổi sang radian nó chính là bằng âm 2 pi trên 3 đấy. Vậy thì âm 120 độ là nằm ở đây. Đó, nó là cũng là đặc biệt rồi. Được chưa? Vậy thì ta sẽ nhìn ở trên cái điểm biểu diễn này thì ta đóng sang OX và OY để tìm sin và cos thôi. Đó. Sin. Sin nhá. Sin thì đóng sang trục OY. Thì sin nằm ở đây. Trừ 2 pi trên 3 sin nằm ở đây. Ta nhìn này, sin của trừ 2 pi trên 3 này và góc pi trên 3 này. Pi trên 3 thì sin nằm ở đây. Thì ta thấy này, hai cái vị trí này là đối xứng với nhau qua ô này. Vậy thì nói một thằng là âm, một thằng là sẽ là dương. Đó. Thế thì ta sẽ có sin của trừ 2 pi trên 3 là bằng trừ sin của pi trên 3. Sin pi trên 3 của chúng ta giống vào đây, căn 3 trên 2. Vậy sin của trừ 2 pi trên 3 sẽ bằng trừ của căn 3 chia 2. Đó. Thế ta có sin của trừ 120 độ chính bằng trừ căn 3 chia 2, bằng trừ của sin của pi trên 3 đấy. Tương tự cos này, cos ta sẽ giống sang trục cos là trục OX này. Thì trừ 2 pi trên 3 giống sang trục OX, cos nằm đây. Đó. Tương tự pi trên 3 ta giống cos thì cos nằm bên này. Vậy thì hai cái này sẽ đối xứng với nhau qua ô. Thế thì một thằng âm, một thằng dương. Thế thì cos của trừ 2 pi trên 3 sẽ bằng trừ cos của pi trên 3. Mà cos của pi trên 3 thì nó bằng 1 phần 2. Vậy cos của trừ 2 pi trên 3 sẽ bằng trừ của 1 phần 2. Đó. Đó. Thế ta sẽ ra cos của trừ 120 độ thì bằng trừ 1 phần 2. Có tang và cotang của âm 120 độ thì chúng ta cứ lấy sin chia cos. Lấy cos chia sin thôi. Phần này thì ta thay số vào. Đây. Chúng ta sẽ ra tang âm 120 độ bằng căn 3, cotang âm 120 độ bằng 1 chia căn 3. Đó là cách để chúng ta tính. Các em đã hiểu rõ hết cách tính chưa? Ta làm tiếp với ý B này. Với 15 pi trên 4 này. 15 pi trên 4 thì nó không đặc biệt. Nó cũng lại không rơi vào các cái giá trị ở trên cái đường tròn ở hình 4 này. Vì vậy nên việc đầu tiên chúng ta là chúng ta sẽ nên chúng ta tách ra để xem là chúng ta có thể sử dụng cái nội dung của cái chú ý mà chúng ta được học hay không nhé. Cô sẽ tách 15 pi trên 4 thì bằng trừ pi trên 4 cộng với 2 lần 2 pi. Nghĩa là cô tách giống như cái công thức tổng quát mà giống như cái bài hôm trước chúng ta học với tìm biểu điểm biểu diễn ấy của góc ấy. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở bài trước thì chúng ta sẽ thấy là cái điểm biểu diễn của 15 pi trên 4 này sẽ trùng với điểm biểu diễn của trừ pi trên 4. Đó, còn nếu không thì chúng ta có một cái nội dung chú ý vừa nãy ở chúng ta vừa học xong. Nội dung chú ý C đấy. Thì khi chúng ta tách như này thì sin và cos của góc 15 pi trên 4 này sẽ bằng sin và cos của trừ pi trên 4 cộng với 2 lần 2 pi mà lúc nãy là alpha cộng k 2 pi ấy, thì sin và cos nó không bị đổi đâu. Nó giống nhau nên là khi đó thì chúng ta sẽ có là sin của 15 pi trên 4 thì sẽ bằng sin của trừ pi trên 4, cos của 15 pi trên 4 thì sẽ bằng cos của trừ pi trên 4. Đó. Và cái điểm biểu diễn của trừ pi trên 4 nó nằm ở đây. Vậy thì ta sẽ thực hiện, ta tìm sin và cos giống như là cái ví dụ mà cô đã thực hiện cho chúng ta phân tích cho chúng ta ở ngay cái phần đầu ví dụ phần D rồi đó. Đấy. Sin thì chúng ta giống sang đây, nó sẽ bằng trừ sin của pi trên 4 là bằng trừ căn 2 chia 2. Còn cos thì là bằng cos của pi trên 4, mình cos là bằng căn 2 chia 2. Thế ta sẽ ra giá trị sin và cos của 15 pi trên 4.
Và tang và cotang thì chúng ta lấy sin chia cos, cotang lấy cos chia sin. Chúng ta sẽ ra kết quả tang cotang để bằng âm 1. Đó là cách để chúng ta thực hiện tính. Cái bài mà nó không đặc biệt thì chúng ta tách ra và chúng ta sử dụng thêm, kèm thêm cả cái chú ý nữa để đưa về những cái bài mà có những góc đặc biệt chúng ta tính toán. Chúng ta sang phần 2 nhỏ, tính giá trị lượng giác của một góc bằng máy tính cầm tay. Để tính giá trị lượng giác của một góc bằng máy tính cầm tay ấy, chúng ta thực hiện cho cô 2 bước. Bước máy như sau này. Bước số 1 là chúng ta phải chọn đơn vị. Chúng ta có hai đơn vị của góc lượng giác, đấy là độ và radian. Vậy thì đối với từng bài, nếu sử dụng đơn vị nào thì chúng ta phải chuyển sang đơn vị đó để chúng ta tính toán. Thì để chọn đơn vị thì chúng ta sẽ bấm lần lượt này Shift menu 2 để màn hình hiện ra như này. Các em nhìn màn hình sẽ hiện ra như này. Đó, khi màn hình hiện ra như này thì ta thấy có 1, 2, 3. Trên là độ này, dưới là radian. Nhìn vào cái chữ cái đầu tiên này, 3 ta không cần quan tâm nhé. Ta chỉ quan tâm với 1 và 2. Độ thì là chữ D, radian là chữ R đấy. Khi đó nếu mà ta chọn đơn vị là độ thì ta sẽ bấm thêm phím 1. Và nếu ta chọn đơn vị radian thì ta bấm phím số 2. Rồi ta ấn phím menu 1 để chúng ta vào cái chế độ tính toán. Đấy là bước thứ nhất. Bước thứ hai là chúng ta tính giá trị lượng giác. Ta có 4 giá trị lượng giác. Thì trên cái bàn phím của chúng ta ấy thì có sin, cos và tan là nó có ở trên bàn phím rồi. Chúng ta sẽ sử dụng các phím ở trên đó để tính toán. Còn cotang thì chúng ta chỉ cần tính tang xong chúng ta lấy 1 chia cho tang thì ra cotang thôi. Vì tang cotang là ngược nhau, tang là bằng sin chia cos, cotang bằng cos chia sin ấy. Để rõ thì chúng ta làm ví dụ nhé. Cô có ví dụ dùng máy tính cầm tay để tính các giá trị lượng giác sau. A là tính sin của 50 độ, B là tính tang của 11 pi chia cho 12. Vậy thì ta làm lần lượt A này. Đầu tiên ta thấy sin 50 độ thì ở đây chắc chắn đơn vị là độ rồi. Thì ta phải chuyển ở cái máy của chúng ta sang đơn vị độ trước. Thì bước làm là ta bấm Shift menu 2, màn hình hiện ra 3 cái để chúng ta chọn. Thì ta sẽ chọn 1 để ta chọn đơn vị độ. Ta ấn phím 1 nhá. Được chưa? Rồi ấn menu 1 để vào chế độ tính toán. Đấy, sau đó thì bước số 2 là ta bấm này. Ta bấm lần lượt nhá. Sin trên bàn phím có này. Rồi đến 5, rồi đến 0, rồi đến bằng. Đó là chúng ta sẽ ra kết quả. Máy tính hiển thị cho chúng ta là 0,766 044 44 31. Vậy sin của 50 độ sẽ xấp xỉ bằng cái giá trị này. Đó. Ta làm tương tự đối với IB. IB thì ta quan sát ở đây này. Tang của 11 pi trên 12. Vậy ở đây đơn vị của nó, các em thấy là nó là đơn vị radian. Vậy bước 1 chúng ta phải chuyển sang đơn vị radian. Thì trước khi mà sang cái đơn vị, sang tiếp tục IB thì cô chú ý này. Khi mà chuyển như IA ấy, ta chọn đơn vị độ thì ở trên cái màn hình của máy tính chúng ta sẽ xuất hiện một cái chữ D nhỏ ở trên góc màn hình đấy. Còn cái nếu ta chọn đơn vị radian này, đầu tiên ở IB ta chọn đơn vị sang radian nhá, thì ta làm tương tự như IA nhá, nhưng ta ở đây ta chọn 2. 2 là radian đấy, ta chọn phím 2. Đó, thì để chọn đơn vị radian thì khi đó ở trên cái màn hình máy của chúng ta, máy tính của chúng ta sẽ xuất hiện cái số xuất hiện cái chữ R trên cái góc màn hình ấy. Đó, thì ta biết, nhìn đây ta cũng biết được nó đang ở chế độ radian. Rồi ta ấn phím menu 1 để vào chế độ tính toán. Bước số 2 thì ta bấm lần lượt này. Ta nhập cái tang 11 pi trên 12 vào thôi. Đầu tiên ta bấm tang có trên bàn phím này. Rồi bấm cái phím mà có giống như cái ký hiệu của phép chia ấy. Phân số ấy. Đó, phân số thì ta bấm vào cái phím đó. Sau đó ta nhập số 1 này, số 1 này. Sau đó bấm phím pi trên bàn phím ấy. Để bấm phím pi này ta phải bấm shift phím nhân 10 x như này. Đấy thì mới ra phím pi. Đấy chính là tử đây này. Rồi ta bấm phím xuống để cho nó chuyển xuống dưới mẫu.
Đó, rồi ta ở dưới mẫu ta nhập phím 1, phím 2 vào rồi ta bấm phím bằng. Thì cái máy tính chúng ta sẽ hiện ra kết quả là trừ 2 cộng với căn 3. Đó, vậy giá trị tan của 11 pi trên 12 sẽ bằng trừ 2 cộng căn 3. Đó. Cái phần này thì các em về nhà sẽ thực hiện thêm bằng cách lấy một cái góc lượng giác bất kỳ rồi chúng ta thực hiện dùng máy tính thì chúng ta bấm nhé. Chúng ta sẽ sang phần 3 nhỏ là hệ thức cơ bản giữa các giá trị lượng giác của một góc lượng giác. Thì chúng ta sẽ có bốn cái hệ thức cơ bản. Hệ thức đầu tiên là sin bình alpha cộng cos bình alpha bằng 1. Cái hệ thức này thì nó chính là cái mối quan hệ giữa sin và cos của một góc lượng giác. Cùng một góc lượng giác, góc lượng giác thì sin bình của góc đó cộng cos bình của góc đó thì bằng 1. Đó. Cái hệ thức thứ hai là tan của alpha cộng xin lỗi là nhân với cotang của alpha là bằng 1 với alpha khác k pi trên 2 k thuộc z. Cái điều kiện này để cho cotang và tang trong này đều xác định thôi. Đó, vậy thì đây chính là mối quan hệ giữa tang và cotang. Tang nhân với cotang là bằng 1 với cùng một góc đấy. Thì cái này thì chứng minh đơn giản thôi. Tang thì bằng sin chia cos, cotang thì bằng cos chia sin. Thì vậy thì khi nhân với nhau thì nó sẽ bằng 1. Cái công thức số 3 là 1 cộng với tang bình thì bằng 1 chia cho cos bình với điều kiện alpha khác pi trên 2 cộng k pi. Ở đây nó chính là mối quan hệ giữa tang và cos. Đó. Và cuối cùng là 1 cộng với cotang bình của alpha thì bằng 1 chia sin bình alpha với điều kiện alpha khác k pi. Để cho cái sin này khác không thôi. Đó, thì đây là mối quan hệ giữa cotang và sin. Bốn cái hệ thức cơ bản này này, chúng ta sẽ thường xuyên là sử dụng nó trong các bài toán thì tính toán, vì vậy chúng ta phải ghi nhớ và học thuộc. Ta sẽ cùng sang ví dụ để áp dụng này. Cho góc lượng giác alpha sao cho alpha nằm từ lớn hơn trừ pi trên 2 và nhỏ hơn 0 và cho tang alpha là bằng âm 2. Yêu cầu tính sin alpha và cos của alpha. Vậy bài này là cho điều kiện của alpha này, cho tang alpha, tính sin và cos thì chúng ta sẽ áp dụng cái hệ thức một trong bốn hệ thức mà chúng ta đã được học kết hợp với nhau. Đó, ta cố chiếu lại cái hệ thức này cho chúng ta sử dụng này. Đó, thì phân tích một chút nhé. Cho tang này, tính sin và cos thì cho tang thì chúng ta có thể sử dụng công thức số 2, công thức số 3 liên quan tang. Tuy nhiên là hàm công thức số 2 thì liên quan tang và cotang. Mà chúng ta đang cần tính sin và cos ấy thì chúng ta nên sử dụng cái công thức số 3 này. Ta sẽ biết tang, ta sẽ tính được cos ngay. Được chưa? Tính cos xong thì ta thay vào công thức số 1 này này thì chúng ta sẽ tính được sin thôi. Đó, để cô và các em cùng làm này. Đầu tiên, từ cái điều kiện của người ta cho, người ta giới hạn lại sin và cos này. Alpha của chúng ta lớn hơn trừ pi trên 2 nhỏ hơn 0, nghĩa là cái góc alpha của chúng ta, cái điểm biểu diễn của nó sẽ nằm ở cái góc phần tư thứ tư ấy. Nên là cos sẽ lớn hơn 0 và sin sẽ nhỏ hơn 0. Cái này chúng ta nhìn trên trường tròn lượng giác và chúng ta gióng trục sin và trục cos thôi thì cos nó sẽ dương còn sin nó sẽ âm. Chưa? Để lát nữa chúng ta loại các cái giá trị đi thôi. Đó, rồi ta sẽ bắt đầu áp dụng công thức số 3, 1 cộng tang bình alpha bằng 1 chia cos bình alpha thì cos bình alpha sẽ bằng 1 chia cho 1 cộng với tang bình alpha. Thay tang của alpha là bằng căn bằng âm 2 vào, ta sẽ tính ra là 1 chia cho 5. Cos bình thì bằng 1 chia 5 thì cos nó sẽ ra hai giá trị, một cái âm một cái dương. Tuy nhiên là ta đã giới hạn ở trên này. Cos alpha dương rồi. Nên là ta suy ra luôn cos alpha của chúng ta lấy giá trị dương thôi, 1 chia cho căn 5. Vậy ta đã tính xong cos. Tiếp theo để tính sin thì ta sẽ áp dụng cái công thức đầu tiên, sin bình cộng cos bình alpha là bằng 1 đấy. Thì ta sẽ suy ra là sin bình bằng 1 chia cos bình, ta tính ra bằng 1 chia 1/5 ấy thì bằng 4/5. Khi đó thì sin bình bằng 4/5 thì sin có hai giá trị âm và dương. Tuy nhiên là ta đã giới hạn ngay từ đầu là sin alpha nhỏ hơn 0, vì vậy nên ta chỉ cần lấy giá trị âm thôi. Thế ta ra suy ra sin alpha là bằng trừ 2 chia cho căn 5. À, vậy thì sin bằng trừ 2 chia căn 5, cos thì bằng 1 chia căn 5. Vậy ta đã tính toán. Bài này chúng ta đã sử dụng hai cái công thức, hai cái hệ thức cơ bản để chúng ta tính. Ta sang phần 4 nhỉ.
giá trị lượng giác của các góc lượng giác có liên quan đặc biệt. Thì ta lần lượt này, nghiên cứu đầu tiên là hai cái góc đối nhau, góc alpha và trừ alpha. Thì ta quan sát lên hình này, góc alpha đây, trừ alpha để mô phỏng ở hình 7 ấy, nên chúng ta dễ quan sát này. Khi đó ta nhận xét về cái giá trị sin cos này. Sin trừ alpha thì bằng trừ sin alpha, nghĩa sin là đối nhau. Cos của trừ alpha bằng cos alpha, cos bằng nhau. Tan của trừ alpha thì bằng trừ tan alpha, nghĩa tan đối nhau, cô tan cũng đối nhau. Cái này thì để chúng ta dễ nhớ, chúng ta quan sát ở trên đường tròn thôi. Sin của trừ alpha đây, trừ alpha điểm biểu diễn là điểm N, alpha điểm biểu diễn là điểm M đây. Sin thì giống trên trục OI, ta thấy này, nằm ở hai bên của điểm O này. Vậy sin là đối nhau này. Được chưa? Cos này, cos giống trục OX thì ta thấy là vị trí M và N giống trên trục OX thì đều trùng vào một cái, dẫn đến là cos bằng nhau. Còn tan cotang thì đây, ta lấy sin chia cos thì với cos chia sin thôi. Thì do là sin và cos này nó có cái những giá trị đối nhau nên tan cotang nó sẽ đối nhau thôi. Được chưa? Đấy là hai góc đối nhau. Góc tiếp theo là hơn kém nhau pi. Có nghĩa là một góc là alpha thì góc kia là alpha cộng với pi hơn pi. Đó, thì ta nhìn vào cái đường tròn ở hình 8 ấy, hay ta nhìn thấy cái điểm biểu diễn của alpha là m thì điểm biểu diễn của alpha cộng pi sẽ là n. Thì khi đó thì sin của hai cái góc này đối nhau này, sin của alpha cộng pi thì bằng trừ sin alpha đối nhau. Cos của hai góc này cũng đối nhau luôn. Cos của alpha cộng pi thì bằng trừ cos alpha. Còn tan và cotang thì lại bằng nhau. Đó, thì tan thì ta lấy sin chia cos, cotang lấy cos chia sin thôi. Thì hai cái dấu âm này chia cho nhau thì nó sẽ không bị thay đổi, dẫn đến là tan và cotang bằng nhau. Thì ta phân tích một chút về sin và cos thì ta nhìn trên điểm biểu diễn thôi. Điểm sin trước nha, M gióng sang trục OI để tìm được sin thì nó nằm ở đây. N gióng sang trục OI nằm ở đây, vậy là sin là đối nhau. Còn cos đây, cos gióng xuống trục cos là trục OX đây. Đây M gióng xuống trục OX nằm đây. N gióng trục OX nằm đây. Vậy thì hai cái này cũng đối nhau, vậy nên cos đối nhau. Đó, thì ta sẽ ra được cái này. Được chưa? Tiếp theo là góc bù nhau. Góc bù nhau thì là góc có tổng là bằng pi đấy. Đó, thì góc alpha thì góc kia là pi trừ đi alpha. Thì đây, điểm biểu diễn alpha là m, điểm biểu diễn pi trừ alpha là n đây. Thì nó sẽ có sin, sin thì bằng nhau. Cos thì đối nhau, tan và cotang cũng đối nhau. Đấy, đây nhìn đây nhá. Thì chúng ta cùng phân tích sin và cos này. Sin của điểm M và điểm sin của cái góc alpha và góc pi trừ alpha này thì ta gióng từ M và N sang trục OI, ta thấy cái điểm biểu diễn cái điểm mà gióng xuống nó trùng nhau, vậy là sin là bằng nhau. Còn cos này, cos thì ta gióng sang này, M gióng xuống trục cos thì ta thấy nằm đây này, N xuống trục cos thì nằm đây, nằm hai bên hai phía của O, vậy thì nó sẽ đối nhau. Tang của cotang người ta lấy chia đi thôi, hai sin cos đối nhau dẫn đến là tang và cotang cũng nó sẽ cũng đối nhau thôi. Đó, còn cuối cùng là hai góc phụ nhau. Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng bằng 90 độ vậy. Một góc là alpha thì góc kia là pi trên 2 trừ alpha. Thì đây, các em nhìn vào hình biểu diễn ở hình 10. Góc alpha là có điểm biểu diễn là M, góc pi trên 2 trừ alpha thì có điểm biểu diễn là N. Đó. Thì khi đó thì ta sẽ có sin góc này pi trên 2 trừ alpha thì bằng cos của alpha. Cos của pi trên 2 trừ alpha thì bằng sin alpha. Tang của pi trên 2 trừ alpha thì bằng cotang của alpha. Cotang của pi trên 2 trừ alpha thì bằng tang alpha. Vậy ta thấy ở trong cái này thì hai góc phụ nhau ấy thì sin và cos của nó sẽ chéo nhau. Sin góc này thì bằng cos góc kia. Cos góc này bằng sin góc kia, tang thì bằng cotang. Cotang thì bằng tang, nghĩa là nó bị chéo nhau. Sin góc này bằng cos góc kia. Đó. Vậy là chúng ta đã nghiên cứu xong được các cái góc có liên quan đặc biệt với nhau. Vậy ở đây để cho nó dễ nhớ thì chúng ta có thể nhớ cái câu là cos đối sin bù
và phụ viết nó hơi xấu một chút này. Phụ chéo. Thì ta hiểu cái nội dung này như sau này. Cái này là nhớ nhớ mẹ thôi. Có cốt đối và xin bù. Nghĩa cốt của hai góc đối nhau và xin của hai góc bù nhau ấy, thì chỉ có hai cái trường hợp này là cái dấu của cái góc nó không thay đổi, nghĩa là cốt của hai góc đối nhau là bằng nhau, xin của hai góc bù nhau là bằng nhau, còn trong các trường hợp còn lại là nó bị thay đổi dấu. Còn phụ chéo, nghĩa là đây phụ hai góc phụ nhau, phụ thì chéo, có nghĩa là sin của góc này thì bằng cốt của góc kia đây, sin góc này thì bằng cốt của góc kia, cosin thì bằng sin, tan góc này thì bằng cô tan góc kia. Vậy trong trường hợp phụ nhau thì nó chéo nhau, sin bằng cốt, cốt bằng sin, tan bằng cô tan và cô tan bằng tan, nhớ sin với cốt chéo nhau rồi nha, tan và cô tan chéo nhau thôi. Đó, đó là cách để chúng ta dễ dàng nhớ hơn. Chúng ta sẽ ví dụ ở phần này là tính sin của góc âm 1380 độ, cốt của góc âm 11 pi trên 4 và tan của góc 31 pi trên 6. Thì đầu tiên này, cô tính cái giá trị đầu tiên sin của góc trừ 1380 độ. Góc này thì ta thấy không đặc biệt gì cả. Thì ta sẽ sử dụng sin của trừ 1380 độ, đây là sin của trừ này, thì ta sẽ sử dụng cái đầu tiên ấy, góc đối nhau ấy. Chỉ có cốt đối sin bù thì mới giữ nguyên thôi, đúng không? Vậy thì sin của đối thì sẽ bị thay đổi. Vì vậy nên là sin của trừ 1380 thì sẽ thành trừ sin của 1380 độ. Thiếu chữ độ đây, được chưa? Thì ta làm tương tự như các bài ta tính toán trước, cái góc 1380 độ này này nó không phải là góc đặc biệt, nên là chúng ta sẽ tách nó ra, tìm cách tách nó ra thôi. Thì 1380 độ này thì cô tách thành âm 60 độ cộng với 4 nhân với 360 độ, cô thiếu độ ở đây nhá. Đó, vậy là bằng trừ sin của cái bên này, mà ở chỗ này là đây là alpha độ này cộng với k 360 độ ấy, thì ta có ở cái chú ý ngay từ đầu bài chúng ta học ấy, sin của cái góc mà cộng với k2π hay k 360 độ ấy thì sin thì nó không thay đổi. Vì vậy sin của cái này này thì nó sẽ bằng sin của âm 60 độ. Đó. Được chưa? Còn dấu trừ trước ta giữ nguyên này. Vậy là trừ sin bằng trừ sin của âm 60 độ. Cái sin của âm 60 độ này ta lại tiếp tục sử dụng một lần nữa cái sin của hai góc đối nhau ấy, thì sin của âm 60 độ thì ta sẽ bằng âm sin của 60 độ. Vì vậy đây dấu trừ ngoài giữ nguyên, sin của trừ 60 độ thì ta thành trừ sin của 60 độ. Đó, kết hợp hai dấu trừ thì ta được dấu cộng. Vậy nó sẽ ra sin của 60 độ. Sin 60 độ thì bằng căn 3 trên 2. Vậy ta sẽ ra kết quả của sin của âm 1380 độ thì bằng căn 3 chia 2. Tiếp theo là cốt của âm 11 pi chia cho 4. Thì cái này ta làm tương tự như ở ý trên này, cốt của góc 4 này này thì ta sẽ cốt đối thì ta sẽ nó sẽ bằng 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 cốt của 11 pi trên 4. Vì vậy nên là cốt là bằng nhau thì ta sẽ ra bằng cốt của 11 pi trên 4. 11 pi trên 4 thì ta lại tiếp tục chúng ta sẽ tách ra thành 3 pi trên 4 cộng với 2 pi. Ở đây là chỗ k2π thì k của chúng ta là bằng 1 đấy, thì ta sẽ áp dụng vào cái chú ý thì chúng ta sẽ có cốt của 3π trên 4 cộng 2π thì chúng ta sẽ bằng cốt của 3π trên 4, và ta tách tiếp 3π trên 4 thì bằng trừ π trên 4 cộng với π. Đó thì cốt của đây ta sẽ có sử dụng cái hơn kém nhau π ấy, thì sẽ bằng trừ cốt của trừ π trên 4. Thì chúng ta sẽ ra kết quả là
cốt của trừ pi nhân 4 thì lại bằng cốt của pi nhân 4, nên là ta sẽ thay thế cốt của trừ pi nhân 4 bằng cốt pi nhân 4, và chúng ta tính toán thì ra kết quả là âm căn 2 chia 2. Tiếp theo là tan của 31 pi chia 6. Thì ta tách thành tan của pi chia 6 cộng với 5 pi. Thì cái này có chú ý ngay ở đầu bài rồi. Tan của alpha cộng với k pi thì bằng tan alpha ấy. Chỗ này k của chúng ta bằng 5 thì chúng ta sẽ ra tan của pi chia 6 cộng với 5 pi thì bằng tan của pi chia 6, và ra kết quả là 1 trên căn 3. Đấy là toàn bộ cái nội dung của cái bài số 2 này, lý thuyết. Chúng ta chuyển sang phần bài tập tự luyện. Thì cô sẽ đưa cho chúng ta một số cái dạng bài tập liên quan phần này. Dạng 1 là ta tính giá trị lượng giác còn lại của một góc khi biết một giá trị lượng giác. Dạng thứ 2 là tính giá trị hoặc đơn giản hóa một biểu thức chứa góc đặc biệt hoặc góc có liên quan đặc biệt. Dạng thứ 3 là chứng minh đẳng thức lượng giác. Dạng thứ 4 là các bài toán gắn với thực tiễn. Thì ví dụ trong dạng 1, tính giá trị lượng giác còn lại của góc một góc khi biết giá trị lượng giác, khi biết một giá trị lượng giác. Thì ví dụ như bài 1 này, cho sin của góc alpha bằng 1/3 và alpha lớn hơn 90 độ, nhỏ hơn 180 độ, thì tính các giá trị lượng giác còn lại của góc alpha. Thì ở phần ví dụ, trong từng phần lý thuyết cô đã có rồi, chúng ta sẽ sử dụng các cái hệ thức cơ bản để chúng ta tính toán, biết sin, chúng ta tính cốt tan cô ta. Ý B, cho tan của alpha bằng trừ 2 căn 2 và alpha là lớn hơn âm pi trên 2 nhỏ hơn 0, tính các giá trị lượng giác còn lại. Đấy, phần này thì nó khá là đơn giản để chúng ta sẽ sử dụng các cái hệ thức cơ bản thôi. Đây, cô có phần hướng dẫn giải của từng ý một nhá. Ý A là có sin tính cốt bằng cách là sử dụng công thức đầu tiên sin bình cộng cốt bình bằng 1 đấy. Thì ta sẽ tính ra và ta hạn chế giá trị bằng cái điều kiện người ta cho, tính ra được cái cốt. Sau khi tính cốt xong thì tan của cô tan chúng ta làm dễ là tương tự là sin chia cốt và cốt chia sin. Ở ý B, cho tan, ta tính các giá trị còn lại. Thì cho tan rồi thì ta sẽ sử dụng cái công thức số 3 ấy, liên hệ giữa tan và cốt ấy. Đó, để chúng ta tính được cốt. Sau khi tính xong cốt và kết hợp với điều kiện thì chúng ta sẽ tính được sin, sử dụng công thức giống như IA này, sin bình cốt bình 1. Đó, chúng ta tính tan và cô tan bằng cách lấy sin chia cốt, cốt chia sin, hoặc là cô tan thì bằng 1 chia cho tan cũng được. Đó, đấy là dạng số 1. Dạng số 2 là tính giá trị hoặc đơn giản hóa biểu thức chứa các góc đặc biệt, góc có liên quan đặc biệt. Ví dụ như bài số 2 đây, cô cho hai ý tính giá trị biểu thức A và B này. Thì cái phần này thì chúng ta phải sử dụng những cái góc liên quan đặc biệt thôi. Chúng ta sẽ đem chúng ta tách nó ra, rồi chúng ta sẽ sử dụng mối quan hệ với các góc đó để chúng ta tính sin cộng tan cô tan. Các em quan sát phần hướng dẫn giải của cô nhé. Cô phần này cô lướt nhanh cho chúng ta, ta có thể xem lại video và chúng ta xem cái hướng dẫn giải đó, chúng ta thực hiện tự thực hiện nhá. Ở IA cô tách 7 pi nhân 6 này, cốt của 9 pi này, tan này của 5 trừ 5 pi trên 4 này, cô tan của 7 pi trên 2 tách ra, rồi sử dụng các góc đặc biệt, góc liên quan đặc biệt đó, và cô tính ra kết quả. Ý B, nhìn quan sát vào đây này, thì ở đây tính cái giá trị này này, thì có sin của 45 độ là chúng ta có rồi, nên sin bình 45 độ ta tính được, cái này tính được,
Sin của 60 độ có rồi, nhưng cái này thì được. Có cái sin bình của 25 độ với sin bình của 65 độ thì cái này chúng ta không, nó không phải là giá trị, không phải là góc đặc biệt nên là không tính được, không không tính được ra ngay, phải bấm máy tính. Nhiên là ở bài này chúng ta không dùng máy tính, chúng ta tay có thể là sử dụng các kiến thức của chúng ta tính toán. Thế bài này cô nhìn và nhận xét này, 25 độ với 65 độ nếu tổng lại thì nó bằng 90 độ. Thế hai góc này là hai góc phụ nhau. Vậy là cô sẽ sử dụng các cái mối quan hệ giữa giá trị biểu giác của hai góc phụ nhau ấy, thì cô sẽ biến đổi thôi. Đây. Cô viết 25 độ thành 90 độ trừ 65 độ. Đó. Thì sin của 90 độ trừ 65 độ thì hai góc ta sử dụng hai góc phụ nhau, sin thì góc này bằng cos góc kia thôi. Thì ta sẽ có sin của cái góc này sẽ bằng cos của sin 25 độ thì bằng cos của 65 độ. Đó. Vậy thì cái chỗ này bằng cos bình. Rồi tiếp tục ta sẽ nhóm này, ta nhìn thấy cos bình 65 với sin bình 65 ta sẽ nhóm vào thành sin bình cộng cos bình. Đó, mà sin bình cộng cos bình thì bằng 1. Rồi còn những cái này sin bình của 45 độ, sin bình của 60 độ thì ta thay thế các giá trị rồi ta dùng máy ta bấm, kết quả là bằng 9/4. Và trong dạng thứ hai thì ta có bài số 3 là đơn giản hóa biểu thức. Đây, ta có các cái biểu thức rất là dài như này, ta cần đơn giản. Thì ta cũng hướng dẫn là ta cũng sử dụng các cái công thức đối bù phụ hơn kém pì để ta biến đổi và ta rút gọn. Cái phần này thì các em tự thực hiện nhé, tự nghiên cứu và thực hiện giống như các bài trên. Dạng số 3 là dạng chứng minh đẳng thức lượng giác. Chúng ta có bài số 4 này, chứng minh. Có cô cho các em hai ý chứng minh. Thì để chứng minh các cái biểu thức mà chứa các cái giá trị đứng giác này này thì chúng ta có các cách chứng minh là chúng ta, một là chúng ta chứng biến đổi một vế về đưa về vế còn lại, hoặc là ta biến đổi tương đương cả hai vế. Đó, thì chúng ta sử dụng cách nào cũng được. Cái này cô sẽ hướng dẫn nhanh nhé. Ta sẽ sử dụng các cái hệ thức cơ bản để biến đổi. Đây. IA này. IA cô sẽ biến đổi cái vế bên trái. Thì cos mũ 4 của x thì cô viết thành cos bình tất cả bình. Còn hai sin bình thì cô giữ nguyên. Cos bình x ý, thì cô sẽ sử dụng cái hệ thức cơ bản này. Sin bình cộng cos bình 1. Thế cos bình thì bằng 1 trừ đi sin bình. Vậy là cô viết cos bình x thì bằng 1 trừ sin bình đây. Rồi, rồi cô dùng sử dụng cái chỗ này cô sẽ sử dụng tiếp cái hằng thức để khai triển nó ra rồi rút gọn lại cái đằng sau này thì kết quả là cô ra 1 cộng sin mũ 4x nên nó chính bằng vế phải, thì đây chính là điều chúng ta phải chứng minh. IB cô cũng làm tương tự, cô biến đổi vế trái thì cô có cái vế trái này cô tách thành từng cái một thôi. Từ chia thì cô tách thành từng cái một, cô tách ra ba cái như vậy. Sau đó thì cos bình chia cho sin bình, cos chia sin thì bằng cotang ấy. Vậy cos bình chia sin bình thì bằng cotang bình. Còn tang bình alpha chia sin bình alpha thì tang thì bằng sin chia cos. Rồi ta viết tang bình thì bằng sin bình chia cos bình, ta rút gọn đi thì ra như này. Đó. Và cô rút gọn đi thì sẽ ra được kết quả như phần dưới này. Và sau đó là cô sử dụng các cái hệ thức cơ bản vào đây. Đây, 1 cộng với cos bình thì thành 1 cộng với tang bình. 1 chia cho sin bình thì thành 1 cộng cotang bình. Rồi cô rút gọn đi và kết quả cuối cùng nó ra là tang bình alpha và nó chính là bằng vế phải. Suy ra điều phải chứng minh. Dạng thứ tư là bài toán gắn với cái thực tiễn, thì cô có một bài toán, bài toán này chính là cái phần mà vận dụng ở trong sách giáo khoa của chúng ta thôi. Trong cái hình 11, vị trí cabin của bạn Hùng và bạn à, xin lỗi là bạn Bình và bạn Cường được đánh dấu với điểm B và điểm C đây. Thì chúng ta có hai ý là chứng minh chiều cao từ B đến mặt đất thì bằng cái này 13 cộng với 10 sin alpha mét. Với alpha là số đo góc lượng giác tia đầu tia OA và tia cuối là tia OB. Góc alpha đây. Đó. Tính độ cao của điểm B so với mặt đất khi alpha bằng âm 30 độ.
Và ý B là khi điểm B cách mặt đất 4 mét thì điểm C cách mặt đất bao nhiêu mét, và làm tròn kết quả đến hàng phần trăm. Thì cái này thì cô sẽ không hướng dẫn cụ thể mà cô sẽ đưa ra cái hướng dẫn giải ở trên này. Các em sẽ đọc nghiên cứu và các em sẽ tự tự trình bày lời giải của mình. Đấy. Đó. Đây là cái phần mà hướng dẫn giải của cô. À, các em sẽ về nhà và tự nghiên cứu và tính toán để ra được kết quả giống như này. Trong cái bài số 2 này, chúng ta có các kiến thức cần nhớ sau. Ta phải biết được bốn cái giá trị lượng giác, một góc lượng giác, sin, cos, tan, cô tan. Đặc biệt nắm được định nghĩa rồi, nhưng đặc biệt là phải biết được hai cái trục sin và trục cos, cách xác định ở trên bình chọn lượng giác sin và cos. À, đó là phần rất là quan trọng. Nội dung thứ hai đấy là cách bấm máy tính để tính giá trị lượng giác. Nội dung này thì các em chỉ cần biết được các bước bấm này cơ bản thì nó khá là dễ. Nội dung thứ ba là các hệ thức cơ bản và các giá trị lượng giác của các góc liên quan đặc biệt. Nội dung này thì rất là quan trọng, các em học thuộc các cái hệ thức cơ bản và nắm chắc cái giá trị lượng giác của các liên quan đặc biệt. Đấy là ba cái kiến thức các em cần phải thực hiện. Các em về nhà, các em sẽ làm cho cô, lại cho cô các cái bài tập, có thể là bài tập ví dụ và các đặc biệt là các bài tập tự luyện đã có phần hướng dẫn của cô, thì các em sẽ tự thực hiện. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã theo dõi bài giảng. Chúc các em học thật tốt. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.